Kích đoạn Bích Dân Quân Kỳ An với sự tham gia Lê Thanh Hà trong giai khấu vừa rồi. Với sự tham gia của bạn Trần Nguyễn trong giai Thái Giám Cần Lâm. Và sau đây kích đoạn xin được phép bắt đầu. Vào khoảng canh ba mày sẽ kiến Bích Dân Quân phát hỏa. 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 Dạ thưa ngài, con đang đi học má.
sớm. Dạ. Không đưa cũng được, đưa hai tay xa sớm thì không đưa cũng được. Không đưa ta về nhá. Dạ, nhà về, dạ nhà về, ngay. Đưa nó. Thank you.
như trước quần có chữ dung dạng dường chẳng bao tâm lưu đồ sáng ra khi kẻ mài râu cúi đầu nể phục thì khi đi ăn nhận đức sẵn cao cả tay tấm, luôn nhân ngọt tâm, trần lắm ta cúi đầu băng phục.